kêu nước xe đậu ở đây, có mình sang xe lội vô nhà được. Xe bên đây là xe của danh rõ hơn. Đây là 100 lốc. Cô chú và các bạn, hôm nay gia đình Thủy có phát nước từ thiện thì được hỗ trợ của cô Đinh Thị Dệ ở bên Mỹ gửi cho Thủy 100 đô. Hiện tâm đô Thủy đổi ra được 2.336.000. Thì anh Hiện đã mua được một tâm lốc nước, 102 lốc nước. Thì bữa nay thì bà con cũng đến đồng đủ rồi. Thủy mời quý vị các bạn cùng phát nước với Thủy nha. Cho hình thì cũng xin phép nói thêm gì giá nước mà. Một lốc thì công ty bán là 22.000, 100 lốc là 2.2 triệu, bỏ ngoài lộ á thì vận chuyển cho đem 100.000 nữa là 2.3 triệu. Rồi còn cái lẻ 36.000 thì mua thêm cho hai lốc để bà con phụ ăn uống á. Với hôm nay thì Thủy phát ra cho bà con thì một hộ thì hai lốc nước đặng chia ra cho nhiều hộ bà con cũng đang cần nước uống á. Thì bữa nay thì bà con cũng đến rồi, bây giờ mình phát nha. Cô gánh bả luôn
Dạ được, dạ được. Ba tụt vô mười nhà con, nhà con lúng nó tụt vô. À, đi có nhà không? Có. Tao lấy con nhận cho mười. Nào Quyên con giữ phiếu luôn. Cái nền này mưa ở ngoài cái nó tụt, cái dưới hút vô đây không à. Ngay trong này nó bị thấp hơn ngoài, nó lúng á. Rồi thì mình qua mình cắt nước vậy cái không có lau được. Cái này là hiện gửi viết là 50 phiếu nè các bạn, 50 phiếu mỗi người được 2 lóc, được 50 người là hết 100 lóc. Phiếu phải không? Quên đem theo bao phiếu phải không? Hồi dễ biến. Cần nước nên mình cho nước thôi. Cần người ta nói tỷ cho một lóc người ta cũng lấy nè. Đây thấy đấy lúc trước thì cho là 4 lóc cái nói hôm nay mình cho ai cái đó. Bây giờ cho một lóc cũng lấy để ở đây chi 4 lóc. Rồi nắng hạn rồi cho nhiêu cũng mừng hết á. Cái này á nó cần rồi. Chai nước theo được. Cô mời lại lãnh cho lãnh luôn đi.
Chắc kia ra đi con mười. Sau á cũng bật mấy lần clip sau thì làm cái món hủ tiếu chay Quỳnh Thánh chay luôn, mời lại ở mình dùng cơm với gia đình thì Thủy khui một lóc uống liền thôi. Nên bỏ lên cái thành đó cho nó phân biệt ra. Dạ con gửi vừa đủ luôn rồi cô. Dạ. À, bây giờ đây là con mua cho hai lóc cho người phụ uống vậy, còn dư khuôn lóc còn lóc cho ăn lóc rồi. Một ginh một lóc cho cổ đi. Là hết luôn rồi. Dạ. Dạ. Con mới ngủ dậy hay gì? Dạ. Bữa nay thì Bảo học buổi sáng không à, không học buổi chiều. À, còn Vi thì học buổi chiều rồi. Bảo mới ngủ thức dậy. Mặt còn hơi ngáo ngáo rồi. Lấy nước cho uống yên nguyên cho bạn uống con cái mùi nữa. Có phiếu gì nhận luôn đi thì. Hà hồi phụ đây rồi hồi ai rước mấy nhỏ kịp không? Kịp không? Không vợ mấy thưa thưa cũng đi rước thì họ chạy vô. À, nó nói để ở phụ mình cái quên giờ bỏ mấy nhỏ thì. Còn lót nữa nè.
chắc giờ là học sinh cũng tan, thường thường là 3 giờ mấy là học sinh tan rồi, thì chắc phụ huynh cũng có này ở trường đó đông rồi. Có phụ huynh đi nước thôi, học sinh nè. Anh hai anh lên anh chở giùm cho 5 với 8. 8 8 được rồi phải không? Thiếu chưa? Mong cả nhà hãy đăng ký và chia sẻ giúp cho Thủy nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại.